Thì cảm ơn anh em rất là nhiều nha anh em. Thì sáng nay mình có đăng 3 cây gen, giá sell off là 1 triệu tư đó anh em. Thì mình đã bán hết rồi nha. Thì những anh em nào mà chúng ta không mua kịp ấy, thì chúng ta cùng chờ đợi những cái clip khác, sản phẩm khác để shop khuyến mãi nha. Thì mình cũng hết rồi, mong anh em thông cảm, đừng có gọi điện nữa. Tại vì này nó đã hết mất rồi, mình chỉ có 4 cây để sell off cho anh em thôi. Thì thông báo với anh em là như vậy để chúng ta biết nha. Đây, hàng là đúng theo clip mình quảng cáo làm sao thì mình sẽ bán với anh em đúng như vậy nha anh em. Đó, thì bây giờ sáng thì đã có một anh tới lấy trực tiếp rồi, chỉ còn lại 3 cây thì cũng đã có người đặt rồi, mình đã gửi về tỉnh. Rồi, cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn sự ủng hộ của anh em. Hy vọng là anh em có thể cảm nhận được cái tấm lòng mà shop muốn gửi đến cho anh em nha. Rồi thì ngày mai cũng sẽ có tiếp tục có một chương trình sell off khác tri ân cho anh em, những khách hàng vào dịp cuối năm. Thì mong anh em sẽ đón chờ những clip của shop nha. Cảm ơn em rất là nhiều đã ủng hộ nhiệt tình cho shop những cái chương trình sell off của bên mình.